Chào mừng anh em đã quay trở lại với X-Studio. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng anh em đánh giá một trong những sản phẩm rất đáng chú ý gần đây của thương hiệu con Realme đến từ Oppo, đó là mẫu Realme X-Line. Và cũng xin cảm ơn hệ thống cửa hàng Clickbuy đã hỗ trợ X-Studio sản phẩm. Anh em có nhu cầu có thể tìm hiểu tại đường link ở phần mô tả. Còn bây giờ, chúng ta sẽ vào chủ đề chính của video ngày hôm nay nhé. Thực tế thì anh em cũng đã không còn lạ gì về những chiếc điện thoại thuộc thương hiệu con Realme rồi đúng không nào? Bắt đầu ra mắt từ năm ngoái, dưới vai trò là một công ty con của Oppo, Realme đã nhanh chóng được biết đến rộng rãi khi chiến lược của công ty này gần như là sao chép y nguyên cách mà Xiaomi thành công từ trước đến nay, tức là cung cấp một hiệu năng vượt trội trong tầm giá mà ít điện thoại nào bì được. Và đây cũng là đặc điểm dễ thấy nhất mà chiếc Realme X đã thể hiện, khi đây chính là chiếc điện thoại có mức giá rẻ nhất hiện nay được trang bị con chip Snapdragon 710 cho hiệu năng có thể nói là khủng khiếp trong tầm tiền luôn. Tuy nhiên, một điều thú vị là không chỉ có riêng hiệu năng mà chiếc Realme này còn có rất nhiều điểm đáng tiền khác mà không phải điện thoại nào trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng có được, mà mình sẽ chia sẻ với anh em ngay sau đây. Đầu tiên là về yếu tố thiết kế, chiếc Realme X-Line là một phiên bản cấp thấp hơn từ chiếc Realme X nổi tiếng, và để phù hợp với mức giá thấp hơn, đồng nghĩa là yếu tố thiết kế sẽ phải thụt lùi một chút. Thay vì sử dụng màn hình tràn viền toàn phần và camera thò thụt, thì chiếc Realme X-Line sử dụng màn hình dạng giọt nước với viền khá mỏng, mặt lưng dù là nhựa nhưng được xử lý bóng rất tốt, có hiệu ứng cực quang và bo cong vào bộ khung nguyên khối nên cho cảm giác cầm khá là chắc chắn và ôm tay. Cụm camera kép và đèn flash được đặt ở trong lồng hình viên con nhộng và cảm biến vân tay đặt ở trục chính giữa lưng. Nhìn chung lối thiết kế này của máy vẫn còn nét phù hợp với xu hướng điện thoại bây giờ, và điểm tốt là khả năng hoàn thiện rất ấn tượng. Và nếu có điểm trừ nào về thiết kế thì là chiếc điện thoại này không sử dụng các vật liệu cấp cao như là kim loại hay là kính, mà chỉ sử dụng cổng micro USB lỗi thời, nhưng nhà sản xuất có lý do để làm điều đó là để tương thích được với chuẩn sạc nhanh VOC độc quyền của họ. Tiếp đến là về màn hình, chiếc Realme X-Line sử dụng màn hình LCD với kích thước là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD+. Màn hình của máy có độ sáng khá cao và có thể nhìn tương đối rõ ngoài trời nắng. Bên cạnh đó, điểm cộng là màn hình này được bọc kính cường lực Gorilla Glass 5, đảm bảo được độ bền tốt trong quá trình sử dụng. Về camera, chiếc Realme X-Line được trang bị hệ thống camera kép 16MP cộng 50MP, trong đó ống kính phụ làm nhiệm vụ đo chiều sâu, còn ống kính chính có khẩu độ khá lớn là f1.7. Nhìn chung thì thông số camera như thế này không nổi bật cho lắm trong tầm giá, nhưng được cái là Realme đã mang đến thuật toán xử lý cùng phần mềm chụp ảnh tương đối tốt. Một điều thú vị nữa là phần mềm camera của máy khá là lừa tình khi có nút zoom 2x, làm mình ban đầu tưởng rằng máy có zoom quang học nhưng thực tế là không phải. Như nhiều điện thoại gần đây, chiếc Realme X này cũng có chức năng tự động nhận diện cảnh bằng AI và đưa ra profile màu phù hợp nhất. Khả năng chụp xóa phông của máy là khá ổn, cho chất lượng tốt trong điều kiện đủ sáng. Còn với các điều kiện ánh sáng phức tạp, ảnh bắt đầu có xu hướng bị làm mịn quá mức để khử nhiễu. Realme X-Line cũng có chế độ quay phim cao nhất là 4K và chất lượng video nhìn chung là ổn, trừ khoản âm thanh khi thu khá tệ và bị lẫn tạp âm nhiều. Về phần mềm, đây là một điểm mà mình không hài lòng trên chiếc Realme X-Line này. Đơn giản là vì nó là một chiếc điện thoại được bán nội địa Trung Quốc, nên cái mất đầu tiên bạn phải chấp nhận là không có sẵn các dịch vụ Google hay là tiếng Việt. Và cũng đồng nghĩa là bạn sẽ không thể đồng bộ được ngay danh bạ từ Gmail vào máy, mà phải qua khá nhiều bước mày mò, nhưng được cái là bên bán máy cũng sẽ cài sẵn cho bạn nên không cần phải lăn tăn gì cả. Vấn đề nữa là máy tồn tại quá nhiều ứng dụng rác, nhìn khá là nhức mắt. Về cách điều khiển thì chiếc Realme X sử dụng giao diện Color OS 6 dựa trên Android 9, và bây giờ thì sẽ không còn nút ảo trên màn hình mà phụ thuộc hoàn toàn vào các thao tác cử chỉ. Chi tiết giao diện của máy nhìn chung là học tập iOS khá nhiều, nhất là các nút cài đặt nhanh, nhưng được cái là nếu bạn không thích thì có thể sử dụng chủ đề khác cũng được. Về hiệu năng, chiếc Realme X như đã đề cập được cài cắm sẵn con chip là Snapdragon 710 và phiên bản của mình đang cầm là có RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Với dung lượng bộ nhớ như thế này là vừa đủ để có được hiệu năng đa nhiệm tương đối tốt, và với con chip Snapdragon 710 cũng có hiệu năng rất tuyệt. Bạn có thể chơi hầu hết các tựa game nặng và phổ biến nhất hiện nay như là Liên Quân hay là PUBG ở cài đặt cao nhưng vẫn mượt mà, FPS cao mà rất ít khi xảy ra hiện tượng giật hình. Bên cạnh đó, máy cũng xử lý nhiệt khá tốt, khi có thể chơi một thời gian dài mà không nóng lên đáng kể. Cuối cùng thì sẽ là về thời lượng pin. Chiếc Realme X-Line được sử dụng viên pin là 3960 mAh. Đây là một mức dung lượng pin thuộc dạng khá, và theo đánh giá của mình thì viên pin này sẽ giúp bạn sử dụng khá thoải mái trong ngày như là chơi game vài tiếng đồng hồ, lướt web, nghe nhạc online vân vân. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ sạc nhanh độc quyền VOC cho thời gian sạc khá nhanh mà không bị nóng máy. Nhìn chung nói tóm lại thì chiếc Realme X-Line có thể coi là một sản phẩm rất đáng mua trong tầm giá loanh quanh là 3 đến 4 triệu đồng. Nó có một cấu hình xử lý có thể coi là mạnh nhất, vượt tầm giá. Camera có chất lượng ổn, màn hình khá, thiết kế tạm chấp nhận được, pin tốt là những ưu điểm để bù trừ về vỏ nhựa, cổng micro USB lỗi thời hay là chất lượng âm thanh chưa ngon cho lắm. Trên đây là những đánh giá của X-Studio về chiếc Realme X-Line. Không biết là anh em nghĩ sao về con máy này, hãy comment ở bên dưới nhé.
đừng quên bấm like và subscribe để luôn đồng hành cùng X Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.